dâng hương những linh hồn bất tử, như tượng đài sừng sững giữa phong ba, để đời sau còn nghiêng mình cúi đầu trước những chiến công làm rạng rỡ Việt Nam. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư ngày 27 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 27 tháng 7, kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, với truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc. Đây là trách nhiệm, tình cảm và nét đẹp nhân văn của dân tộc Việt Nam. Trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, đã có lớp lớp thế hệ người Việt Nam với tinh thần yêu nước, ý chí kiên cường, bất khuất và lòng thủy chung nhân hậu đã không tiếc máu xương, công sức, của cải cho sự nghiệp cách mạng, giành độc lập tự do, thống nhất Tổ quốc. Với sự hy sinh của đông đảo quần chúng, của chiến sĩ, anh hùng kế tiếp nhau trong lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định, máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do. Kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ hàng năm là dịp tri ân những anh hùng liệt sĩ, người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 75 năm qua, dù ở giai đoạn lịch sử nào, Đảng, Nhà nước đã không ngừng phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, thực hiện tốt hơn công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với nước. Bằng những việc làm thiết thực cụ thể đã kịp thời động viên, tạo điều kiện cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng có cuộc sống tốt hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2022, sáng nay, đoàn đại biểu lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ và các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể tỉnh đã dành một phút mặc niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Sau khi dâng hương trong đền thờ liệt sĩ tại chiến trường Điện Biên Phủ, đoàn đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang A1, nghĩa trang Tông Khao, Độc Lập, Him Lam và khu thờ tự Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ. Tại các nghĩa trang liệt sĩ, sau lễ viếng, các thành viên trong đoàn đã thắp hương lên từng phần mộ các anh hùng liệt sĩ. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nguyện ra sức thi đua, học tập, rèn luyện, lao động, sản xuất, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, trí tuệ sáng tạo, tích cực trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển. Tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Hôm nay, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh đã đến đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Thanh niên Xung phong, công trình Đại Thủy Nông Nậm Rống, Nghĩa trang Liệt sĩ, ngành giao thông vận tải. Tại các nghĩa trang, trong không khí trang nghiêm thành kính, đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các đại biểu đã đặt vòng hoa dâng hương, dành phút tưởng niệm, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thanh niên xung phong đã cống hiến hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nguyện tiếp tục phát huy truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ 14, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển.
Sáng nay, lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Điện Biên Đông cũng đã tổ chức đặt vòng hoa dâng hương tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện. Trong không khí nghiêm trang, đoàn đã dành một phút tưởng niệm để tưởng nhớ công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Điện Biên Đông nguyện tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đoàn kết xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mường Trà sáng nay cũng đã tổ chức lễ dâng hương viếng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ của huyện. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dành phút mặc niệm, dâng hoa dâng hương lên đài tưởng niệm, thể hiện lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ vì sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giành độc lập dân tộc. Để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mường Trà nguyện đoàn kết, nỗ lực phấn đấu đưa huyện ngày một phát triển. Tiếp đó, huyện Mường Trà tổ chức tọa đàm ôn lại ý nghĩa và truyền thống 75 năm ngày thương binh liệt sĩ, khẳng định đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Huyện Mường Trà hiện có 49 gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, cấp ủy chính quyền huyện luôn quan tâm đến công tác chăm sóc các đối tượng chính sách, thường xuyên duy trì và thực hiện đầy đủ các chế độ của nhà nước cho các đối tượng chính sách trên địa bàn. Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sáng nay đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cùng đoàn công tác đã đến thăm tặng quà gia đình chính sách trên địa bàn xã Nong Luống, huyện Điện Biên. Tới thăm tặng quà bệnh binh Nguyễn Văn Huyễn, người nhiễm chất độc hóa học 63%, trú tại xã Nong Luống, huyện Điện Biên, đồng chí Thái Thu Xương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam bày tỏ sự tri ân sâu sắc và mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, gương mẫu thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện tốt các phong trào tại địa phương. Đồng chí Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thực hiện các hoạt động quan tâm gia đình chính sách, người có công, đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các gia đình chính sách, người có công vươn lên trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, những năm qua, công tác đền ơn đáp nghĩa đối với các gia đình chính sách, người có công với cách mạng luôn được Đảng bộ, chính quyền tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm, thực hiện bằng những việc làm cụ thể thiết thực. Sự quan tâm kịp thời này đã góp phần động viên hỗ trợ các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên trong cuộc sống. Năm nào cũng vậy, cứ vào dịp 27 tháng 7, gia đình bà Pờ Thị Pưng là thân nhân liệt sĩ ở xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, cũng được cấp ủy chính quyền địa phương đến thăm hỏi và trao quà. Với gia đình bà Pưng, mặc dù món quà tuy trị giá không nhiều, nhưng có giá trị tinh thần rất lớn, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương, sự biết ơn của các thế hệ đi sau đối với những hộ gia đình chính sách như gia đình bà. Mỗi một năm mà xã và huyện cũng quan tâm đến tôi, vậy thì tôi cũng rất cảm ơn Đảng và chính phủ, chính quyền hỗ trợ quan tâm đến tiền. Đấy, thì tôi đi mua con giống với lại đi mua hàng ngày tiêu dùng của tôi cũng thấy thuận lợi hơn. Cũng giống như gia đình bà Pưng, những ngày này, gia đình thương binh Phạm Đức Triển, phường Nam Thanh, thành phố Điện Biên Phủ thường xuyên đón các đoàn tới thăm, tặng quà, động viên. Ông cùng các thành viên trong gia đình cảm thấy vui mừng và xúc động. Tôi tham gia chiến tranh từ Mậu Thân 68 nha. Và tôi đi suốt hai lần vượt Trường Sơn. Hôm nay là Tổ quốc được hòa bình thống nhất nha. Và nước ta này được phát triển như thế này là tôi rất là cảm ơn nhà nước, chính phủ. Thì mình chỉ mong sao là các em, các cháu nó noi gương các bác, các chú mà tiến lên, làm việc thật tốt. Mà chúng tôi luôn luôn được thăm hỏi như này, tôi rất cảm ơn. Tỉnh Điện Biên hiện có trên 16.430 đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách mạng. Phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, hàng năm cứ đến dịp lễ Tết, ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tỉnh Điện Biên đều có các hoạt động thiết thực chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Đặc biệt, kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt sĩ năm nay, Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, các nhà hảo tâm và cán bộ công nhân viên chức trên địa bàn tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực.
như hỗ trợ sửa chữa nhà ở, giúp ngày công lao động sản xuất, thăm hỏi tặng quà. Qua đó đã tạo động lực để các gia đình phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế, thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Thì kế thừa cái truyền thống Điện Biên Phủ anh hùng, thì cấp ủy chính quyền các cấp đã rất quan tâm đến việc chăm sóc, chăm lo, cải thiện cái đời sống của các gia đình chính sách nói chung, trong đó các thương binh, bệnh binh, rồi là những người nhiễm chất độc da cam. Và ngoài ra thì tỉnh cũng đã rất quan tâm cái việc là gì, phối hợp chỉ đạo cũng như là phối hợp với các tỉnh Bắc Lào để thực hiện tốt các chính sách, vừa từ gì cái việc mà tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, rồi vấn đề gì tiếp nhận, quy tập cũng như là chỉnh trang các cái nghĩa trang, rồi chăm sóc các phần mộ thương binh liệt sĩ. Có thể khẳng định là qua các cái hoạt động này thì cũng đã gì động viên cũng như khích lệ các gia đình chính sách, vừa thì kịp thời hỗ trợ để các gia đình chính sách để vươn lên thoát nghèo cũng như thì trang trải cái cuộc sống. Lao động Thương binh và Xã hội cũng đã chủ động tham mưu cho huyện, phối hợp với lại các ban ngành đoàn thể và các tổ chức thực hiện tốt cái công tác tuyên truyền phổ biến các cái chính sách, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về lĩnh vực người có công, đồng thời cũng tham mưu cho huyện là thực hiện tốt cái chính sách ưu tiên đối với người có công, cũng như ưu đãi đối với người có công, cũng như là các cái công tác đền ơn đáp nghĩa. Thì hiện tại thì đến thời điểm hiện tại thì hầu như là các hộ gia đình chính sách đã được hỗ trợ về nhà ở, và gần như là trên 90% là các hộ gia đình chính sách có mức sống trung bình trở lên. Những ngày này, các hoạt động chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng đang được tỉnh Điện Biên triển khai đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực. Cụ thể, trong dịp 27 tháng 7 năm nay, tỉnh Điện Biên đã huy động 1,6 tỷ đồng thăm hỏi tặng quà cho 3.000 đối tượng gia đình chính sách. Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã trở thành một phong trào rộng khắp, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội. Đây cũng là dịp giáo dục ý thức trách nhiệm, lòng biết ơn của tuổi trẻ đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Thưa quý vị, trong những năm qua, bên cạnh việc đảm bảo thực hiện các chính sách cho thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng, công tác chăm sóc, sửa chữa, tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh cũng được thường xuyên quan tâm chú trọng, thể hiện lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ. Nằm bên đường Võ Nguyên Giáp, nghĩa trang liệt sĩ A1 có diện tích hơn 32.000 m² với 644 ngôi mộ liệt sĩ yên nghỉ. Trải qua nhiều lần quy hoạch và xây dựng, đến nay nghĩa trang liệt sĩ A1 đã trở thành một công trình văn hóa lịch sử, vừa là một nghĩa trang công viên với lối kiến trúc độc đáo, vừa trở thành điểm du khách và người dân địa phương tham quan, tìm hiểu về truyền thống cách mạng khi đến với mảnh đất lịch sử Điện Biên Phủ. Để đảm bảo tính tôn nghiêm cũng như thể hiện lòng tri ân đối với những anh hùng của dân tộc, tại đây, cảnh quan môi trường cũng như các phần mộ liệt sĩ thường xuyên được chăm sóc chu đáo. Công việc hàng ngày của các đồng chí ở đây là thứ nhất là dọn dẹp vệ sinh, sạch sẽ. Cái thứ hai nữa là đón tiếp, nhất là các đoàn thân nhân liệt sĩ đến thăm viếng nghĩa trang và một số du khách nước ngoài. Hàng ngày thì các đồng chí ở đây vẫn quét dọn dẹp vệ sinh các mộ bình thường để cho làm sao đấy cho nó sạch sẽ, đảm bảo được công tác di quan của nghĩa trang. Các nghĩa trang liệt sĩ, công trình tưởng niệm được quan tâm chăm sóc, tôn tạo thường xuyên, không chỉ góp phần giữ gìn nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ mà còn trở thành địa chỉ đỏ ý nghĩa trong hành trình thăm viếng của du khách gần xa khi tới Điện Biên. Tôi thấy cảm thấy nghĩa trang này là nhà nước ở cái tỉnh Điện Biên này chăm sóc nghĩa trang đẹp, trang trí tốt và phục vụ tốt nghĩa trang để cho con cháu học tập. Bản thân tôi thấy đây tôi hài lòng với lại sự phục vụ của nghĩa trang này. Đẹp và xứng đáng để các vị nằm đây yên lòng. Toàn tỉnh hiện có 38 công trình ghi công liệt sĩ, trong đó có 10 nghĩa trang liệt sĩ, bao gồm 3 nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia, với tổng số gần 7.400 phần mộ, 5 công trình đài tưởng niệm, 28 công trình nhà bia ghi tên liệt sĩ. Hàng năm, ngoài việc đầu tư, nâng cấp, các nghĩa trang liệt sĩ đều được đội ngũ cán bộ quản trang thường xuyên quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp. Cùng với đó, vào những dịp lễ Tết 27 tháng 7 hàng năm, các lực lượng đoàn thể, người dân trên địa bàn cũng chung tay chăm sóc, giữ gìn các nghĩa trang bằng nhiều việc làm cụ thể, ý nghĩa. Việc chăm sóc, tôn tạo, giữ gìn các nghĩa trang liệt sĩ cũng như là các cái công trình ghi công liệt sĩ thì chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.
Vì vậy, hàng năm chúng tôi đã kịp thời tham mưu cho Ủy ban tỉnh để ban hành các cái văn bản lãnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan. Rồi như vậy là Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt cái công tác chăm sóc, duy tu, bảo dưỡng, dọn cảnh quan ở cả trong cũng như ở ngoài các cái nghĩa trang liệt sĩ, đảm bảo là phải được sạch sẽ, gọn gàng và nó mang tính chất là trang nghiêm. Với tâm niệm nghĩa trang liệt sĩ là công trình văn hóa lịch sử mang đậm giá trị nhân văn, ghi nhận công lao của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, bảo vệ và chăm sóc phần mộ của liệt sĩ vừa là tình cảm vừa là trách nhiệm của người còn sống, đồng thời có tính giáo dục thế hệ trẻ về đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần giữ gìn các nghĩa trang ngày càng trang nghiêm, xứng đáng là nơi an nghỉ của các anh hùng liệt sĩ. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ban chỉ đạo các dự án tỉnh đã họp đánh giá tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Và dự án đầu tư xây dựng di chuyển các cơ quan của tỉnh vào khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh Điện Biên. Dự hội nghị có đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Các đồng chí thành viên ban chỉ đạo, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên. Theo báo cáo hiện nay, đối với các công trình, dự án do ACV và VATM làm chủ đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên, như hạng mục rà phá bom mìn, vật liệu nổ đã hoàn thành. Hạng mục xây dựng hàng rào an ninh đang được triển khai thực hiện, dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 11 năm 2022. Hạng mục công trình nhà ga hành khách và các công trình phụ trợ đang tiến hành lập khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công. Đối với hạng mục đài kiểm soát không lưu, VATM đang tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán. Các hạng mục gói thầu đường cất hạ cánh, đường lăn theo thiết kế điều chỉnh và đài kiểm soát không lưu vẫn còn chậm tiến độ. Đối với các công việc thuộc trách nhiệm địa phương khi triển khai dự án như mỏ vật liệu đất đắp tại khu vực Bản Mền, xã Thanh Nưa chưa được triển khai. Các dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật hoàn trả có nguy cơ chậm tiến độ. Đối với 9 dự án phát triển các khu đô thị tạo nguồn thu từ đất đai phục vụ cho phương án tài chính, nhìn chung, tiến độ triển khai cơ bản chậm so với kỳ vọng đề ra. Các cam kết về tiến độ của các chủ đầu tư chậm so với cam kết từ 1 đến 2 tháng. Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ tiến độ thực hiện từng hạng mục thuộc dự án, trách nhiệm của tổ chức cá nhân và nhiệm vụ giải pháp thực hiện tạo nguồn thu để thực hiện giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên triển khai dự án về vật liệu đắp đất khu vực đổ thải phải được hoàn thành thủ tục trước thời điểm ACV khởi công dự án đường lăn sân đỗ. Đồng thời, hướng dẫn Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên thực hiện phương án bồi thường giải phóng mặt bằng các khu vực điểm mỏ đất đắp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Sở Văn hóa Thể thao Du lịch bám sát nội dung văn bản gửi Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh hình thức khoanh vùng các khu vực bảo vệ 3 điểm di tích thuộc di tích lịch sử quốc gia chiến trường Điện Biên Phủ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng mở rộng cảng hàng không Điện Biên. Đối với kế hoạch di chuyển các cơ quan tỉnh vào trung tâm chính trị hành chính tỉnh Điện Biên, có 2 trên 14 dự án đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng công trình, dự kiến hoàn thành đạt và vượt tiến độ đề ra. 6 trên 14 dự án đã cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, kiểm đếm, quy chủ và công khai phương án, hiện đang tiếp tục rà soát hoàn thiện phương án trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 6 dự án còn lại mới hoàn thành thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đang tổ chức lập và hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình theo quy định. Về tiến độ, ngoài 2 dự án đang khởi công xây dựng, còn lại 12 trên 14 dự án đều chậm so với kế hoạch đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, các chủ đầu tư tiếp tục đẩy nhanh tiến độ của 12 trên 14 dự án còn lại, đảm bảo theo yêu cầu thông báo số 72 ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Văn phòng Tỉnh ủy. Tập trung tối đa cho công tác đo đạc, kiểm đếm, lập và phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu phê duyệt toàn bộ các phương án trong tháng 8 năm 2022
và hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong năm 2022. Đồng thời tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, xây dựng khu điểm tái định cư và chủ động báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở ngành, cơ quan có liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện, đặc biệt là vấn đề liên quan đến bố trí đủ kịp thời kinh phí để thực hiện dự án. Chiều nay, Ban Thường vụ Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội nghị truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới trong gia đình vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Điện Biên. Dự hội nghị có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh. Tại hội nghị, lãnh đạo Học viện Phụ nữ Việt Nam đã truyền đạt các nội dung về một số khái niệm về bình đẳng giới, bất bình đẳng giới, những hệ lụy của bất bình đẳng giới, vai trò của giới trong gia đình, các kỹ năng về phòng chống bạo lực gia đình. Bên cạnh đó, đại biểu dự hội nghị cũng trao đổi thảo luận những giải pháp giúp nâng cao hiệu quả hoạt động bình đẳng giới và xây dựng gia đình hạnh phúc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vư A Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh nhấn mạnh, tổng kết 15 năm thực hiện luật bình đẳng giới, tỉnh Điện Biên đã đạt được những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều chỉ tiêu về giáo dục, y tế, văn hóa, việc làm theo kế hoạch đề ra tại chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020. Tỉnh cũng thành lập ban vì sự tiến bộ phụ nữ từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở. Bên cạnh đó, nhận thức về công tác bình đẳng giới của người dân ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên, trong xã hội hiện nay, trong một số gia đình dòng họ, dân tộc vẫn tồn tại những định kiến về giới, tác động không nhỏ đến tư tưởng của thế hệ tương lai cũng như tiến trình xây dựng và phát triển xã hội văn minh. Vì vậy, hội nghị này là cơ hội để các đại biểu chia sẻ những thuận lợi khó khăn trong thực hiện vai trò nhiệm vụ của bản thân để đảm bảo bình đẳng giới trong gia đình, cộng đồng và xã hội. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Điện Biên có đại diện lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông cùng một số sở ngành tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình bày 6 chuyên đề, gồm cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại Nghị định số 27 ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ Tiêu chí Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Hướng dẫn triển khai thực hiện mục tiêu nhiệm vụ thuộc dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố nghiên cứu thông tin hướng dẫn của Bộ để xây dựng kế hoạch chi tiết theo hướng tập trung ngắn gọn, bám sát vào mục tiêu, tiêu chí của chương trình mục tiêu quốc gia để thực hiện có hiệu quả các tiêu chí về nông thôn mới giảm nghèo đã có căn cứ, cần lập kế hoạch, dự kiến nguồn vốn để trình tỉnh trước khi trình lên Bộ. Ngày 27 tháng 7, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng. Tại lớp tập huấn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên Phủ thông tin, hiện nay trên địa bàn vẫn còn một số vụ việc khiếu kiện phức tạp kéo dài. Việc triển khai các dự án lớn trên địa bàn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhất là các vấn đề liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng các dự án. Do đó, thành phần tham dự lớp tập huấn tiếp thu các quy định mới về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tranh thủ ý kiến các chuyên gia thông qua thảo luận về các trường hợp cụ thể tại địa phương để có kinh nghiệm áp dụng vào thực tiễn xử lý các vấn đề phát sinh tại cơ sở. Qua đó, để thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Hôm nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Điện Biên phối hợp với Quỹ hỗ trợ nhà khăn quàng đỏ Hà Nội tổ chức lễ khánh thành và bàn giao hai ngôi nhà khăn quàng đỏ cho học sinh nghèo vượt khó tại xã Thanh Chăn và Thanh Yên, huyện Điện Biên. Sau hơn 2 tháng khởi công xây dựng, đến nay các ngôi nhà khăn quàng đỏ đã hoàn thành, bàn giao cho gia đình em Lường Thị Việt Lào, bản Na Khưa, xã Thanh Chăn và em Ngọc Diễm Hằng, bản Phú Yên, xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.
Hai ngôi nhà được xây dựng bán kiên cố với tổng diện tích từ 40m2 trở lên. Mỗi ngôi nhà được hỗ trợ 25 triệu đồng. Số còn lại do gia đình đối ứng và từ nguồn đóng góp hỗ trợ ngày công của Trung đoàn 82 và Hội Phụ nữ xã. Tại lễ bàn giao, các nhà hảo tâm cũng đã trao nhiều phần quà và đồ dùng học tập cho học sinh. Việc hỗ trợ xây dựng nhà khăn quàng đỏ có ý nghĩa thiết thực, động viên tinh thần vượt khó vươn lên của học sinh có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, từ đó tạo động lực, khích lệ các em phấn đấu hơn nữa trong học tập và rèn luyện. Chiều nay tại nhà thi đấu đa năng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên tổ chức bế mạc và trao giải cho các vận động viên đạt thành tích cao tại giải cầu lông công nhân viên chức lao động tỉnh Điện Biên lần thứ 22 năm 2022. Tới dự lễ bế mạc có đồng chí Vừa A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Theo đánh giá của ban tổ chức, sau 5 ngày thi đấu sôi nổi với hơn 250 trận đấu, giải cầu lông công nhân viên chức lao động lần thứ 22 đã kết thúc và thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng. Đặc biệt trong quá trình tổ chức thi đấu, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, đảm bảo cho các vận động viên thi đấu an toàn, khách quan, đúng điều lệ. Đối với các đoàn về tham dự đã có sự chuẩn bị tốt về lực lượng công tác huấn luyện, công tác luyện tập, nên chất lượng chuyên môn của các trận đấu diễn ra hấp dẫn, kịch tính. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao 78 giải nhất, nhì, ba cho các vận động viên, cặp vận động viên đạt thành tích cao tại giải. Và đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên cũng xin được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể xem các chương trình của đài chúng tôi trên địa chỉ website dienbientv.vn hoặc qua kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.